Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Khử hoi cho nó nhé mọi bây người. Bây giờ bắt đầu chân chim mà. Úi giời. Phải chân qua xong tí nữa mình lại sẽ lại rửa lại bằng rượu trắng nữa. Ui, anh ơi, chim nó queo luôn rồi. Queo luôn. Nó co lại ngay. Hả? Như rắn luôn. Nó co lại ngay, xong tí nữa mình sẽ bóc bỏ những cái phần mà phần bị cái này làm còn lâu vậy à. Cái này làm cũng khá là lâu đấy. Nhưng mà được cái nó ngon. Ừ. Ngon là được. Mày vừa hiểu câu tại sao người ta bảo trẻ con không ăn thịt chó. Cháu. Kiểu nó bổ quá, trẻ con ăn nó không biết để đi không đâu. Không được ăn thịt chó. Như cái món này cũng thế, trẻ con không nên ăn. Người lớn mới không nên ăn, trẻ con mới ăn. Đấy, sau khi làm sạch nha mọi người nha. Nhìn quán này mới đẹp nãy nhỉ. Đấy. À, sướng nhỉ. Thừng. Bây giờ anh em mình sẽ để mà nướng được siêu cay nó ấy, thì tại vì nhá, nó chính là những cái này, nó chính là những cái gân ấy, rất là dai vào kia. Cứng. Thế nên mọi người kể cả ăn lẩu cũng thế, nên ninh qua đi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào ninh với xả gừng để cho nó thơm. Đó. Ninh bao giờ nó cảm giác nó mềm cái gân này đi ấy, thì anh em mình sẽ cho ra nướng. Nhưng lại khổng lồ. Và cho ra ướp gia vị rồi nướng siêu cay. Đây, mình nhau là đi anh nhỉ. Rút chốt này. Phải. Bùm. Đâm. Ờ, thế còn cái chốt. Chốt vào đây. Đấy. Giờ ninh khoảng trong vòng khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng nha mọi người nhá. Cái món này thì mình ăn nhiều rồi nên mình làm khá là ngon. Nếu mà làm lẩu ấy thì rất là ngon. Nhưng mà hôm nay mình muốn làm món mới, đó là nướng siêu cay, xem là nó có ngon bằng lẩu không nhá. Vị cay là dễ ăn. Đấy. Bây giờ, anh ơi. Bây giờ là mình sẽ gắp những cái quả lựu đạn ra trước nhé mọi người nhé. Tại vì những cái phần gân của cái súng ấy thì nó vẫn chưa được mềm, chưa được đấy lắm. Mình phải gắp những cái quả lựu đạn ra trước, tại vì sợ nó mềm. Quả súng này chuyển màu này anh nhỉ. Ừ, sợ nó nhũn mất đấy. Quả này còn quả này nó nổ sẵn nên nó mới thế mọi người ạ. Nó quả này không biết ngon không. Hay em mình cắt cơn trước đi. Không, chưa có gia vị mẩy. Nên nó phải từ từ. Đấy, bây giờ ninh tiếp cái súng. Còn lưu đạn cho ra. Đấy, được chưa? Đấy. Đó. À, hết rồi. Đấy. Đây. Quả lưu đạn kệ. Quả này là bị kệ. Đấy, tiếp tục ninh cái này khoảng tầm 30 phút nữa nha mọi người nhá. Ok. Sau khi những khẩu súng này đã gọi là lên nòng. Đấy. Mình bây giờ sẽ ướp siêu cay và tiến hành nướng nhé mọi người nhé. À, đây. Ý, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Anh em mình toàn dùng ớt tươi. Thế nên là nó sẽ cay hơn những cái loại ớt khô nhé mọi người nhé. Đấy. Hôm nay không dám làm cay quá, tại vì ăn cay quá cũng không tốt cho dạ dày đâu mọi người. Thế nên là mình cũng chỉ làm hơi siêu cay thôi. Đấy, không dám cay như mọi khi cay. Ok chưa? Ui, anh ơi, em phải nướng cái quả lựu đạn này. Mày cho một bên lựu đạn, một bên súng. Đúng rồi, bên này chuyên lựu đạn này. Bên này chuyên súng. Ui, thế rồi. Không sao cả, nướng xong nó rơi hết mà. Súng súng vượt biên. Chạm đất luôn. Chà. Ui, quả này to này. Mày. Đấy. Khá là ok. Cái quả lưu đạn này là nó nổ mọi người ạ, còn ít thuốc nổ rồi. À. Ngon chưa mọi người? Khô. Ui anh ơi, của em băng ớt rồi. Đấy, khoái chưa. Được rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Úi trời.
Đây là một khẩu súng thần công. Đại bác quay một vòng đấy, cho mọi người xem. Chưng à, chim nó bị chưng chùi lên nhỉ. Súng à, đây. À, chủ yếu là khi anh em mình nướng qua như này thì để cho nó dậy mùi hành tỏi với thơm, ớt thơm lên thôi. Chứ còn lúc nãy là đã nấu chín hết rồi nhá, nhừ hết rồi. Nhừ mọi người ạ. Wow, đây. Ui chà. Trứng nó đây. Phê chưa, phê chưa. Đấy, trông giống như là quả trứng gà ở trong trễ á. Kiểu kiểu nó sẽ như thế. Ui cái này mới sướng này nhỉ anh nhỉ. Vàng rộm mà. Cái nào cũng sướng. Và đây, lấy dùng cái kéo để cắt. Như kiểu rồi chó ơi, ăn một cứng. Đấy. Đấy. Ok. Ê. Ok. Chết. Ui chà. Bây giờ sẽ bắt đầu cho mọi người xem cái món súng siêu cay của anh em mình như thế nào nhá. Đây. Món này. Chim siêu cay. Đây là quả trứng chim. Ui giời. Ấy. Ui giời. Mềm rồi. Như kiểu cục chim nạc đấy nhỉ. Đây, tôi kéo này. Đây. Một khúc, ui. Mới đây là mọi người nha. Đây là quả cà. Không biết là mọi người đã ăn cà bao giờ chưa, nhưng mà mình thấy nó giống giống cái gì nhỉ? Mềm lắm. Trứng nó kiểu nó giống cái gì nhỉ? Mình tự dưng mình quên mất. Ăn ngon quá đấy anh ạ. Mọi người nhá. Mình ôm cái này trong mình nướng đợt này ăn ngon hơn đợt trước anh ạ. Ngon hơn nhiều. Hơi cay tí cũng được, ngon. Ngon đấy. Ở bên ngoài da nó ấy, bên ngoài lớp vỏ trứng ấy, nó dai, sật sật. Bên trong thì nó mềm. Thôi rồi, đây này. Đã ăn súng phải ăn như thế này. Đây nhá. Đây là mọi người nhìn giống cái gì. Bé này, một cặp á. Chiu. Thơm. Ngon lắm mọi người ạ. Ốc vòi vòi đấy, ốc vòi vòi. Đây. Giống ốc vòi vòi, ốc núi. Thơm á. Đấy là súng nha mọi người nhá. Người ta bảo không làm mà muốn có ăn thì ăn cái này. Đây là cái đầu cà của nó này, ăn giòn lắm. Đó. Ngon. Cái đoạn này cứ sọt ăn sướng nhỉ. Ăn giống kiểu cái đoạn gần giống cái cống gần rốn của con rau bò ấy nhỉ. Mình nhớ ở đâu đó ở dưới phố cổ Hà Nội hay là ở đâu ấy có, cũng có một quán chuyên về cái món chim. Hình như là cà bò hầm thuốc bắc thì phải. Hôm nào mình sẽ phải đi thử xem ngon như anh em mình nào không. Nó ngon lắm. Thật rồi, mọi người nên thử một lần. Cứ bảo là chim nó mùi hôi. Không thôi. Hôi một tí nào nhé. Không có một tí hôi nào luôn. Thề với mọi người không? Đây, nó không có một tí hôi nào luôn. Mà trong cái hạt trứng cà của nó ấy, thì nó bùi nó béo cực kỳ. Ở ngoài gân thì mềm, dai, giòn, sần sật. Này nè, hai cái chốt an toàn này nè. Đấy. Hai cái chốt này có một cái chốt nào ơi. Thôi, nhưng mà ngon. Ngon lắm. Đảm bảo với mọi người nếu mà thử một lần đi, hãy thử một lần. Tại vì khi anh em mình đã ăn hay nấu món gì ngon, anh em mình bảo ngon, không ngon thì anh em mình bảo ngon để làm gì. Thật sự luôn. Ngon. Được. Em phải ăn cái con chim. Quên. Ngon quá, quên mất phải thưởng thức. Đây mới là đầu chim đây này. Xanh xanh này. Giống kiểu chim chó nhỉ anh nhỉ. Đây. Đấy. Đầu khớp. Đây người ta gọi là đầu khớp. Đầu chim nhá. Đây này, đầu khớp. Đầu khớp còn to hơn. Ngon. Ngon lắm. Đây. Đây mới gọi là đầu khớp nhá. Đầu khớp chuẩn này. Ngon lắm rồi. Đúng cái đầu khớp của con bò đấy nhá. Thật ra anh em mình làm sạch đấy, đây ở bên trong nó này, giống
giống như kiểu một cái lòng ấy, lòng hoặc là một cái kia. Mình sẽ thử đâu khác nó. Giòn nhỉ? Cái đầu cái con giòn lắm. Number one đấy. Đấy, quên mất, phải làm là rô, 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 rô. Món này một bia thì đúng rồi. Rô. Món này ngon mọi người ạ. Làm lẩu thì cũng ngon. Món này ngon thì nó vì nó cay xế. Cay the the á. Ướp tỏi vào hết trời luôn. Bò với trâu là rất hợp với tỏi. Thế nên là món này ngon quá. Quá ngon. Món này chỉ khổ buổi tối khổ. Thịt này hầm hầm ấy. Ăn thì nó không được, ăn như gặp bếp à. Các quý ông nào mà đang trong tình trạng không có tiền đi chợ, chứ không nói thẳng, chứ không phải là chưa đến chợ mà hết tiền, thì nên dùng sử dụng cái món này nhá. Tức là không có tiền mà đi chợ luôn đấy. Muốn coca chưa nữa. Đây, giờ thử cái khúc giữa phát. Thử cái khúc giữa của nó này. Thử cái đầu khớp rồi, ơi khúc giữa nghe có vẻ dài hơn đấy. Nó nhìn nó vàng óng anh nhỉ. Thế là cảm tưởng như kiểu con rắn á. Tên không? Ngon cực kỳ luôn. Thấy không? Đây. Tên cậu cao su á. Nó ngon. Thơm. Nó thơm nhá. Ngon. Tản ra nhỉ. Đã cái không? À. Cực kỳ ngon luôn. Nếu ai mà đã chưa từng thử thì mình khuyên, mình xin đấy, nên thử món này một lần. Quỳ xuống vạn xin nên thử một lần. Ngon đấy. Thật. Món này cũng không phải là món theo mình thì nó là đặc sản. Theo mọi người thì không biết là nó đặc sản không, nhưng mà về cái giá cả thị trường ấy, nó khá là đắt. Một chỗ này mình mua hết 6, nói chung là coi như là 700.000 đi, thì nó cũng phải tầm rơi vào tầm hơn 200.000 một cân. Nhưng mà với cái giá của nó ấy, cực kỳ xứng đáng. Nhiều khi nhá, chim con này có mỡ ngon lắm này. Nhiều khi mọi người mua thịt bò còn có khi dính thịt bò sữa hoặc là dính thịt lợn nái xề, nhưng mà mua chim về ăn ấy, mọi người không cần biết, chim gì cũng ngon. Đấy, chim bò sữa cũng ngon. Anh ăn mà chim sướng lắm, như kiểu sáu bò ấy. Nghe, ngon nhỉ anh ơi, ngon đấy. Ngon lắm. Chim đó mà có mỡ thì ngon lắm. Hãy thử một lần. Nó có rất nhiều công dụng. Nếu mọi người không, mọi người nào có thể làm theo anh em mình, hoặc là hầm thuốc bắc. Chim bò hầm thuốc bắc cũng là một cái món ngon, bổ. Thế nhưng món đấy mới chuẩn nhỉ anh nhỉ? Đại đa số là mọi người sẽ, người ta sẽ, hoặc là nhà hàng sẽ làm món hầm thuốc bắc. Nhưng mà hôm nay anh em mình sử dụng món đấy rồi, thế nên hôm nay muốn nướng siêu cay xem nó ngon hơn hầm thuốc bắc không. Ngon hơn ở một số chỗ là hầm thuốc bắc ấy, thì nó nhừ quá, ăn nó hơi mất vị một tí. Nhưng mà khi mà ninh như anh em mình xong nướng ấy, nó có độ dai, độ giòn, độ ngon. Ngoài không thể tả được luôn. Đây đây nhá, phần đây này, phần ống dẫn tinh đây này. Đấy nhá, mình sẽ bóc cái phần ống dẫn tinh ra. Cái này ăn xuống lắm, ăn như sáo bò ấy. Đấy, đó, đây nhá. Cái này thì Mao Đệ không ăn được, đừng có ăn, phí. Cho em xin một cân. Đấy, đây, bóc ra đến tận đấy luôn. Đấy, thấy chưa, phần ống dẫn tinh của nó. Đây, còn đây là phần trong này là sản xuất tinh. Chỗ này ăn không biết là không biết là nó có thừa chất quá không. Tuyệt vời quá. Cảnh báo các quý ông, khi ăn món này thì một tuần ăn lần thôi nhé, không là thừa chất. Wow. Đấy, clip này mình xin phép cũng kết thúc ở đây đây, vì thời lượng nó cũng khá là dài rồi. Mọi người nhé, đặc biệt là các quý ông nên thử một lần đi, mình
xin luôn đấy. Quỳ xuống, nếu mà gặp là quỳ xuống xin đấy, ông thử một lần. Đấy, ông thử một lần món này thì ông sẽ biết là cái món này nó ngon như thế nào mà nó phục như thế nào. Đấy. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Nếu mọi người thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Và nếu mọi người muốn anh em mình review về những cái món gì độc lạ dị thì cứ comment ở bên dưới nhá. Món này thì vừa độc vừa lạ, nhưng mà vì cái mức độ dị thì nó chưa có. Độc lạ rất là ngon. Tuyệt vời. Number 1. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.